Mươi nhất đoạn 7 Người Kiriak Jearim đến thỉnh hồn của Đức Giê-hô-va đem vào nhà Amin-a-đáp, ở trên gò nỏng rồi biệt riêng ra Eleasa con trai người đang coi giữ hồn của Đức Giê-hô-va Hồn của Đức Giê-hô-va để tại Kiriak Jearim lâu ngày đến đổi trải qua 20 năm cả nhà Israel đều thăng nhớ Đức Giê-hô-va Bây giờ Samuel nói cùng cả nhà Israel rằng, Nếu các ngươi thật hết lòng trở lại cùng Đức Giê-hô-va, thì khá cắt khỏi giữa các ngươi những thằng lạ và tượng ác tạc tê. Hết lòng theo Đức Giê-hô-va, chỉ phục sự một mình ngài mà thôi. Ngài ác sẽ giải cứu các ngươi khỏi tay dân Philippines. Dân Israel bèn dẹp những hình tượng của ba anh và của ác tạc tê, rồi phục sự một mình Đức Giê-hô-va mà thôi. Đoạn, Samuel nói, hãy nhóm hiệp cả Israel tại Mít Ba, ta sẽ cầu Đức Giê-hô-va dùm cho các ngươi. Chúng hội hiệp tại Mít Ba, múc nước và đổ ra trên trước mặt Đức Giê-hô-va. Trong ngày đó, chúng cử ăn mà rằng, chúng tôi có phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Samuel đoán xét Israel tại Mít Ba, khi dân Philippines đã hay rằng dân Samuel hội hiệp tại Mít Ba, thì các quan trưởng của chúng nó lên đánh Israel. Nghe tin này, dân Israel run sợ trước mặt dân Philippines, nói cùng Samuel rằng, xin cháu vì chúng tôi mà ngừng kêu cầu Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi, để Ngài giải cứu chúng tôi khỏi tay dân Philippines. Samuel bắt một con chiên con còn bú, dân nó làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Đoạn, người vì Israel cầu khẳng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời. Trong lúc Samuel dân của lễ thiêu, dân Philippines đến gần đặng giao chiến cùng Israel. Nhưng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va khiến sấm sét nổ vang trên dân Israel Philippines, làm cho thua vỡ chạy và chúng nó bị đánh bại trước mặt Israel dân Israel từ mít ba ra, đuổi theo dân Philippines và đánh chúng nó cho đến dưới bếp cạc. Bây giờ Samuel lấy một hòn đá dựng lên giữa khoảng Mích ba và sen, đặt tên là eben e vì người nói rằng Đức giê đã cứu giúp chúng tôi đến bây giờ. Dân Philippines bị bắt phục, chẳng còn xâm lấn địa phận của Israel nữa. Đoạn đời Samuel, tay của Đức giê nhận trên dân Philippines các thành mà dân Philippines đã chiếm lấy của Israel từ Ekron đến Gath đều được trả lại cho Israel và Israel giải thoát địa hạt các thành ấy khỏi tay dân Philippines. Bạn có sự hòa bình giữa Israel và dân Amorit. Samuel làm quan xét cho Israel trọn đời mình. Mỗi năm người tuần hành khắp Beten, Gengan và Mitzpa mà đoán xét dân sự. Trong các thành ấy, đoàn người trở về Rama là nơi có nhà người. Ở Rama, người cũng đoán xét Israel và lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại đó.